Tất cả quý anh em chú bác em nha, bạn bè gần xa bên miền Bắc Trung Nam nha em. Tiếp tục video này cũng vậy, bán cho anh em một bộ sưu tập nè. Mấy cái này là mấy cái bao cần nha, ba cây này nó còn bao nè, em để đây nè, còn ba cây bên đây nó không bao nha. Và em cũng bán cho anh em mình là một theo bộ sưu tập như thế này nha, không bán lẻ nha, cũng là cơ hội để anh em có thể sở hữu đủ combo bộ sưu tập nha em. Đó, cái video trước thì em lên bốn cây kia, thì bốn cây kia nó dạng hơi cứng mềm, còn bốn cây này là cái dòng cứng đều hết nha em, đủ bộ sưu tập luôn nè, cứng đều nè. Cứng đều hết nè, cứng đều hết nè. Đó, chiều dài nó từ nè 1m8, bộ này 6 cây đủ hơn nè, 6 cây 1m8 nè, 2m1, 2m4 nè, 2m7 nè, 3m, 3m3 luôn nha em. Tất cả hàng đây đều nguyên zin nguyên bản hết 100% và mới trên 95%. Nói chung là gần như chưa sử dụng luôn đó. Ha, nhưng mà em chỉ tính là mới trên 95% thôi. Cái dòng cao cấp của Nissin nè, cũng da Yamabuki nè, rồi Tech là dòng cao cấp của Nissin đó, cũng là cơ hội để anh em mình sở hữu đủ bộ sưu tập nha. Đây thì mấy ba cây này nó còn nút nha nè, mà có nút zin của nó nè, ba cây này còn nút, ba cây bên đây thì nó không còn nút, nó mất nút rồi và nó không có bao nha. Đồ bu xe 360 đời mới luôn nè, để em zoom lại đó, nguyên zin nguyên bản hết, mới chát luôn nha. Anh em nào mà chuyên sưu tầm cần tay, thích đam mê với cần tay Nhật thì đây là cơ hội. Trời, mấy cái này anh em thấy vậy chứ anh em mua giá hộp bên bển rồi nó mắc khủng khiếp, đến mắc như quỷ luôn á. Mấy cây ngắn như thế này thôi nè, anh em mua giá hộp thôi 10.000 yên, mười mấy ngàn yên á. Còn mấy cây này nè, mười mấy 20.000 không á, không rẻ đâu. Anh em có thể tham khảo mấy thằng mà nó chuyên bán cần tay Nhật như thế này nè, nó này mà vô tay nó bán giá anh em khét lẹt luôn, nó không có giá theo em như này đâu. Em nhập lô số lượng nhiều nó về dưới đây thôi, mấy thằng kia nó sợ em lắm, mấy thằng chuyên bán cần tay á, thật sự mình chia sẻ là nó gặp em nó sợ lắm, em bán cái giá là nó không có không chịu nổi nó ha. 6 cây này nha anh em, bộ sưu tập em không bán lẻ nha, nói chung em bán lẻ thì mấy cái này em bán là nhanh lắm, nhưng mà em lâu lâu về như thế này nè, em bán theo bộ sưu tập như này, 6 cây này em bán giá 4 triệu nha anh em. Thật 4 triệu nó gì đó, nên anh em bỏ tiền anh em mua chỉ được 2 cây thôi. Nếu anh em mua theo cái giá hộp cây thôi chứ không được như em đâu. Và cũng không có cơ hội để sở hữu đủ bộ như thế này đâu nha anh em. Tất cả này được cứng đều hết, cùng một size, cùng một thông số cứng đều, cùng một dòng cần luôn. Đó, 6 cây này em bán giá 4 triệu nha. Tính ra cây cái 600 mấy nha, quá rẻ. Ha, quý anh em chú bác còn chốt đơn thì quý lòng chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919 nha. 192035 em tin nghiệp. Đó, rồi, xin chào ha. Anh em là nhanh tay thì chốt được thì chốt. Xin chào.